tại vì trong con được chức quyền con còn với phật tử nên đứng lên để cho nó tăng nghiêm ha. Quyền trong con được chức cũng không bị gì quyền ra ha. Còn với phật tử mình biết sao chúng ta mới đứng lên tại chỗ ha. Tịnh chư tăng đi phong quang đến hai bên, quý vị hướng về công bằng công thí. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay tại tông trong sanh ra chư Phật tử thiện nam tịnh nữ, Phật tâm thiết lập đàn càng đương hoàng sanh pháp đã hoàn hạn giờ này. Cũng thể công sơn thế thực âm linh cô hồn kỳ cầu âm siêu dương thời. Nữ cầu mười phương chư Phật chữ đại Bồ Tát chữ hiền thánh tâm. Thiên long các bộ các thần vương chứng thiết thần hiền quốc giảng đạo đàn chứng minh. Gia vị tiết độ cho chữ âm linh cô hồn. Pháp hai đoàn phái quật từ chi hữu chiến sĩ trong công đồng bào tự làm. Hai đi tràn đạo dịch bền tự làm đồng đọc sống thông vượt biến tự làm. Không người giờ cũng không nơi đương thừa nay đương người ôi thành đàn tràn. Pháp của lương hoàng sáng tình tam bào. Nguyện cho chư vị thừa tư Phật lực Phật thực hiện thánh tâm lực. Nay đạo đàm chiếm định diệu Phật ấm thọ cam lồ Phật vị. Chư Phật nghe đồ chư thân gọi tình Nam Mô. Văn lai tập Bồ Tát Nam Mô. Văn lai tập Bồ Tát Nam Mô. Văn lai tập Bồ Tát Nam Mô. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
các cái bánh này. Nhưng mà xin thưa, cái bánh này là hy vọng là 10 năm nữa, 20 năm là sẽ là 4 cái như thế này đó. Là sẽ chúng ta phải mở cái đạo tràng rộng ra chút đó. Rồi, anh như đặc vật quyền đồ tất cả nhiều hả? Vỗ tay lên. Nguyện lành, hết thảy việc lành. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nguyện tiếp tục tu tập lương hoàng xá. Rồi, đủ rồi đó, không nhiều lắm. Mãi mãi cho xong 10 năm thôi. Rồi, bây giờ sao? Bây giờ giờ chị tăng ni đứng đi. Tăng ni đứng trước chưa? Nga quà. Rồi bây giờ. Nga quà. Cho ba tổ chức tiếp xíu. Rồi bây giờ. Cho ba tổ chức tiếp xíu. Rồi còn bây giờ không? Ba tổ chức ai đâu có? Bây giờ ai? Bây giờ mình chia ra đi. Mình chia làm nhóm đi hả? Bây giờ ưu tiên. Rồi bây giờ đứng lên. Quý vị xin mời các vị nam trước để sắp là tập theo tuổi nha. Dạ, bây giờ xin mấy cô sinh ra để tuổi nha. Rồi quý vị nam trước. Mời bác lên tập cá đâu. Quý vị ưu và đi đưa mấy chị nuôi đi xíu, mấy bác nuôi xuống đi xíu giùm con. Quý vị nam đâu. Anh nhìn vô ngày bác sau lưng nước kìa. Quý vị lưu giùm em tí xíu đi. Lưu giùm em tí xíu. Đi bên đây xuống nha. Rồi đó con. Để động viên cho nó đi lại chứ. Đúng chưa? Rồi dạ. Mời dạ lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
50 đẹp ghê ha. Được chưa? Rồi, bây giờ nói nữa. 18 tới 2. Bốn mươi, mười chắc không biết, không có bốn mười quá. Dưới 60 chạy vô 40 luôn à. Cái đó hay đó, nhưng mà có bấm cách thầy luôn đi. Bây giờ là 5 giờ 15 như vậy thôi à. Thì xin quý Phật tử mình có 30 phút, 30 phút để dùng chiều, dùng bánh, 30 phút đúng 6 giờ kém 15 là chúng ta bắt đầu dùng chiều để đi. Thì đó, 30 phút nha, quay chiều nha, 30 phút rồi chúng ta trong số cái người còn đi về đó. 6 giờ kém 15 chúng ta sẽ tạm trì cho đến khoảng 6 giờ rưỡi là xong. Thì xin quý vị hôm nay